Lấy vàng mua vợ. Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có hai ông bà lão đã già nhưng sống neo đơn, không có con cái. Ruộng dưa nhà mình năm nay được mùa quá ông nhỉ, quá sai triệu trịch đây này. Chỗ dưa này bán đi cũng được khối tiền đấy bà nhỉ. Cuộc sống của vợ chồng già chúng ta không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Giá kể chúng ta có một mụn con thì tốt biết mấy. Bà nhắc mãi chuyện đó làm gì? Ông trời không cho chúng ta một mụn con thì chúng ta đành chấp nhận vậy chứ biết làm sao. Chẳng phải ông cũng vẫn than thở suốt vì chuyện này đấy thôi. Ừ thì lắm lúc tôi cũng buồn nên than vậy đó. Bà nó ơi, hôm qua tưới nước tôi còn thấy luống dưa này sai quả nhất, vậy mà hôm nay lại không còn quả là thế nào nhỉ? Ồ, tôi cũng nhớ là hôm qua luống này nhiều quả cơ mà. Vậy là có ai vặt trộm dưa nhà mình rồi không ạ? Từ trước tới nay làm gì có ai vặt trộm quả dưa nào bao giờ. Ấy vậy mà nay lại xuất hiện kẻ nào lấy trộm nguyên cả luống dưa cơ đấy. Đêm nay tôi với ông phải ra đây rình xem thế nào, nhất định phải túng được tên trộm. Ông ơi, cái bóng trắng kia trông cứ như là ma vậy. Cái bà này, ma quỷ ở đâu cơ chứ? Kẻ trộm dưa đấy, để im xem nó làm gì. Phen này tôi sẽ túm được nó rồi nộp lên quan. Thì ra là một cô gái ông ạ. Chẳng lẽ kẻ trộm dưa lại là một cô gái? Trông cô ấy cứ như là tiểu thư vậy, dáng vẻ rất ngoan hiền. Sao người như thế lại trộm dưa nhà mình cơ chứ? Bà nói nhỏ thôi, cô ta mà chạy mất là chúng ta không bắt được cô ta nữa đó. Bà nói đúng, trông cô ta như một tiểu thư ngoan hiền vậy, sao lại ăn trộm dưa nhà mình chứ? Mau ra bắt lấy cô ta thôi. Nhưng lạ chưa kìa, cô ta không ăn dưa mà lại tung những quả dưa lên để chơi là thế nào nhỉ? Trông cô ta không phải người vùng này, giữa đêm khuya lại đi ra ruộng dưa vặt dưa để chơi, xem ra không phải người thường. Lát nữa tôi với bà đi theo cô ta xem nhà cô ta ở đâu. Cô gái, ai cho cô giặt dưa nhà chúng tôi rồi thả xuống sông thế hả? Cháu tưởng ruộng dưa đó mọc tự nhiên, không biết là của hai bác trồng nên cháu mới vặt vài quả chơi. Có ai mà giặt dưa để chơi bao giờ? Cô từ đâu tới đây thế hả? Cô cứ như người từ trên trời rơi xuống vậy. Cháu xin lỗi hai bác, xin hai bác tha cho cháu ạ. Xin lỗi ư? Cô phải đền dưa cho nhà chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đưa cô lên quan đấy. Tôi ăn trộm không nhẹ đâu. Cháu xin hai bác, cháu chẳng có gì để đền cho hai bác cả. Cô nói gì mà lạ vậy? Nhà cô ở đâu? Cô mau về nhà lấy tiền đền cho chúng tôi đi. Cháu từ rất xa tới đây, cháu không nhớ rõ nơi đấy là nơi nào ạ. Cô gái này kỳ lạ quá, chẳng giống người thường gì cả. Mình không thể nói cho họ biết sự thật mình là ai được. Này ông, cô gái trông cũng hiền lành xinh xắn, lại có vẻ không có nhà cửa gì. Có vẻ cô ấy không định ăn trộm dưa nhà mình thật. Mình thì không có con cái, hay là mình nhận cô ấy là con nuôi đi ông. Chẳng biết lai lịch ra sao, mình nhận về làm con nuôi, liệu có đắc tội gì không hả bà? Đắc tội gì cơ chứ, chúng ta nhận cô ấy làm con, thỏa nỗi ước mong có một mụn con bấy lâu nay của hai vợ chồng ta. Thôi thì cứ theo ý bà, có đứa con cũng tốt, sau này chúng ta có người để nương tựa tuổi già. Từ ngày có cô gái về nhà, cô gái làm hết mọi việc, ông bà lão chẳng phải làm gì nữa. Ông bà vui lắm vì có đứa con vừa xinh đẹp lại đảm đang như thế. Chà, ở đâu mà có cô gái xinh đẹp thế kia? Thưa lý trưởng, đây là cô con gái nuôi nhà ông bà già ở cuối làng này đấy ạ. Đẹp thế này, ta phải xin nàng ấy về làm vợ bé mới được. Bẩm ông, liệu bà cả, bà hai và bà ba có chịu không ạ?
ta đã cưới được ba bà vợ thì chả có cớ gì lại không lấy thêm được vợ tư. Chỗ tiền vàng này đã đủ để làm sinh lễ hỏi cưới chưa hả? Xin ngài hãy thông cảm, tôi không có tình cảm gì với ngài nên không thể đồng ý làm lễ của ngài được. Mong ngài hãy mang số tiền vàng này về đi ạ. À, con gái chúng tôi không đồng ý, chúng tôi cũng phải thuận theo ý của nó thôi. Đúng thế ạ. À, chỗ tiền vàng này lớn thật, nhưng gia đình chúng tôi trọng nghĩa trọng tình chứ không trọng của nà, mong quan thông cảm. Các ngươi dám làm cho ta bẻ mặt, phen này ta sẽ không để cho các ngươi được yên đâu. Để xem các ngươi có phải tới cầu xin để cô gái kia được về làm lẽ của ta hay không. Sao lại tịch thu ruộng của nhà chúng tôi? Thế này thì chúng tôi lấy đâu ra ruộng mà cấy hái trồng trọt nữa? Các ngài hãy xem xét lại, đây là mảnh ruộng của nhà chúng tôi mà. Lý trưởng đã có lệnh, mảnh ruộng của nhà ông bà nằm đúng vào long mạch của làng, phải tịch thu, kẻo gây họa cho cả làng đó. Từ trước tới nay chúng tôi vẫn cày cấy ở đây, có chuyện gì xảy ra với làng này đâu. Xin các ngài hãy xem xét lại. Nếu không có ruộng đất thì chúng tôi sống bằng gì bây giờ? Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông lý trưởng mà thôi. Chỉ vì ta mà cha mẹ nuôi ta bị liên lụy, ta không thể tiếp tục sống ở đây nữa. Ta phải rời khỏi đây để cuộc sống của họ được yên bình như xưa thôi. Tạm biệt cha mẹ, con không làm được gì giúp cho cha mẹ nên con sẽ đi khỏi đây. Con không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ thêm nữa. Cô gái bỗng nhập vào thân cây kỳ nam. Cây kỳ nam cứ thế trôi mãi lên phương Bắc. Sao nó nặng thế nhỉ? Tôi chưa từng thấy cây kỳ nam nào mà lại nặng thế này. Bình thường một mình tôi cũng vác được cây kỳ nam to gấp đôi thế này ấy chứ. Cái cây này lạ quá, cứ như là nó bị thứ gì kéo lại ấy. Tiếc quá, thân cây gỗ quý thế này mà không thể vớt được lên. Gần bờ sông có thứ gì đó đang trôi dập dềnh thế kia. Thưa hoàng tử, hình như là một thân cây kỳ nam ạ. À, cây kỳ nam sao? Nghe nói thân cây này có mùi hương rất thơm, ta cũng muốn mang nó về hoàng cung để thưởng thức mùi thơm của nó. Để thần sai quân lính vớt nó lên ạ. À, ôi cha, nặng quá, không thể nào kéo nổi. Sao thân cây này lạ thế nhỉ? Không lẽ năm người lính khỏe mạnh là không thể kéo nổi một thân cây kỳ nam sao? Các người tránh ra, để ta thử xem sao. Sao ta lại thấy nó nhẹ bẩn thế nhỉ? Lạ thật, thân cây kỳ nam này chẳng giống cây thường chút nào. Chỉ có hoàng tử mới nhấc được nó lên. Ta sẽ mang thân cây này về hoàng cung, để ở ngoài cửa sổ phòng ta, để nhìn thấy nó mỗi ngày. Nó có hương thơm thật là quyến rũ. Cây kỳ nam có hương thơm tuyệt diệu làm sao? Cây này đặt bên cửa sổ, ta cảm giác trong lòng lâng lâng lạ thường. Cứ hôm nào đi đâu không nhìn thấy nó thì ta lại có cảm giác nhớ nhung. Lạ quá, cây kỳ nam tự chuyển động được kìa. Ta phải núp vào đây xem sao. Chuyện gì mà lạ thế kia? Một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần vừa bước ra từ thân cây kỳ nam sao? Cô nàng trông mới dịu dàng làm sao? Chắc đây là lý do ta cảm thấy lâng lâng kể từ ngày có thân cây này đặt bên cửa sổ. Cô gái, cô là ai? Cô gái, hãy ra đây với ta. Cô gái, quả là thân cây này không phải loại thân cây thường. Cô gái, ta biết nàng có duyên với ta ngay từ ngày đầu ấy. Nàng hãy ra đây với ta đi. Làm cách nào để ta giữ được nàng ở lại với ta bây giờ? Hoàng tử sao thế nhỉ? Dạo này ta thấy người cứ trầm tư, ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhìn ra thân cây kỳ nam kia mà chẳng thiết ăn thiết ngủ. Thưa hoàng tử, người có chuyện gì suy tư phải không ạ? Ta nghĩ là ta đang thất tình mất rồi. Hoàng tử thất tình sao? Chẳng lẽ có cô gái nào lại từ chối tình cảm của một chàng hoàng tử vừa đẹp trai lại tài giỏi như người?
Ta đang tương tư một cô gái ở trong thân cây kỳ nam kia. Một cô gái trong thân cây kỳ nam sao? Đã bao đêm rồi, cứ hễ ta chạy tới gần thì cô ấy lại trốn mất vào trong thân cây kỳ nam kia. Ta không làm sao giữ cô ấy lại được. Trời ơi, đúng là kỳ lạ thật. Từ khi ta gặp nàng, ta lúc nào cũng thấy nhớ nhung. Chắc là ta đã yêu nàng mất rồi. Thưa hoàng tử, nếu người muốn giữ lại cô gái đó, thần có cách này à? Người có cách sao? Còn không mau nói cho ta. Ồ, đèn đẹp quá, vàng khắp cả lối đi trong cung điện. Ta sẽ đi một vòng ngắm cảnh ban đêm ở đây mới được. Vậy là ta đã giữ được nàng rồi. Lần này thì nàng không chạy được nữa đâu. Không, xin hoàng tử hãy buông ta ra. Trời ơi, thân cây của ta ở đây đâu rồi? Nhà của ta đã bị ai lấy đi? Nàng không thể tìm được thân cây đó nữa đâu. Ta đã cho người giấu kín nó rồi. Nàng hãy ở lại đây cùng ta, làm vợ của ta. Ta hứa sẽ yêu thương nàng suốt đời. Vậy là cô gái không thể chui vào thân cây kỳ nam được nữa. Hoàng tử ngỏ lời cầu hôn với cô gái. Họ có một đám cưới linh đình suốt 3 ngày đêm. Chẳng bao lâu, họ sinh được 2 người con, một trai một gái, vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Hoàng tử, thiếp chỉ là một cô gái không rõ nguồn gốc từ đâu tới, vậy mà chàng vẫn yêu thương hết lòng. Thiếp đúng là một cô gái may mắn, phải không? Ta mới là người may mắn, khi lấy được một cô gái xinh đẹp và hiền diệu như nàng chứ. Nàng giống như một nàng tiên giáng trần vậy. Hoàng tử và cô gái được hưởng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, tưởng rằng cuộc tình duyên ấy sẽ mặn nồng mãi mãi, cho đến một ngày. Mấy cô gái kia là ai vậy? Thưa hoàng tử, họ là những vũ công được hoàng thượng gọi vào cung để chuẩn bị cho buổi yến tiệc mừng lễ thượng thọ của thái thượng hoàng vào ngày mai. Họ đang tập luyện cho buổi lễ đó à? Điệu múa quả là mê hoặc lòng người. Cô gái nào cũng thật là quyến rũ. Trông họ đầy sức sống thế này, ở bên họ chắc là vui lắm đây. Hoàng tử, chàng định về hoàng cung ư? Sao chàng nói đêm nay sẽ ở lại đây cùng em cơ mà? Ta phải về, kẻo vợ ta mong. Tối mai ta lại đến với nàng. Sao chàng có thể ở lại bên người vợ tẻ nhạt đến thế cơ chứ? Ở đây cùng thiếp có phải vui hơn không? Phải đấy, hoàng tử ở lại đây cùng chúng em. Hãy quên người vợ nhàm chán của người đi. Chàng mà không ở lại, em buồn lắm đó. Thôi được rồi, vậy ta ở đây, ở bên các nàng, ta lúc nào cũng thấy rất vui. Hoàng tử, hãy uống thêm cùng em đi nào. Hôm nay nhất định chàng phải say cùng chúng em. Được rồi, chúng ta hãy cùng uống nào. Những cô gái xinh đẹp của ta, các nàng thật là thú vị. Vẫn chưa thấy hoàng tử về ư? Đã canh ba rồi. Thưa nương nương, dạo này hoàng tử thường xuyên đi chơi tới sáng mới về, người không nên chờ đợi nữa. Chàng chưa về thì ta làm sao mà yên tâm đi nghỉ cho được cơ chứ? Hoàng tử, chàng đã về đấy ư? Thiếp lo không hiểu có chuyện gì xảy ra với người hay không. Tránh ra, làm gì có chuyện gì xảy ra với ta cơ chứ? Cô đang rủa ta đấy à? Em đâu có ý đó, em đang lo lắng cho chàng thôi mà. Ta không cần cô phải lo lắng, ta mệt rồi, tránh ra cho ta nghỉ ngơi. Chàng lại đi đâu giờ này? Hôm qua đã đi suốt cả đêm rồi. Ta là hoàng tử, cũng phải ra ngoài cung xem dân tình sống thế nào chứ. Nàng tránh ra, đừng có ngăn cản ta. Người mau đi theo hoàng tử, xem người đi đâu bấy lâu nay. Vâng, thưa nương nương. Nương nương, hoàng tử đi vào kỷ viện đó ạ. Trời ơi, chàng đã thay đổi đến thế ư? Nương nương, để nô tỳ đi báo với hoàng thượng, nhất định hoàng thượng sẽ cho người dẹp tan cái kỷ viện đó đi ạ. Không cần đâu, nếu hoàng tử đã thay lòng đổi dạ như vậy, dẹp tan kỷ viện này thì sẽ có kỷ viện khác, chẳng ích gì cả.
Không lẽ người chấp nhận như vậy ư? Có lẽ ta và chàng đã hết duyên rồi. Quá đau buồn vì sự thay lòng đổi dạ của hoàng tử, cô gái đã đưa hai con nhập vào cây kỳ nam. Cây kỳ nam tự chuyển động, rời khỏi hoàng cung rồi lăn xuống sông. Theo chiều gió, thân cây kỳ nam lại trôi về phương nam rồi. Đây là đâu vậy mẹ? Đây là nhà cha mẹ nuôi của mẹ, nhưng ông bà các con đều đã mất cả rồi. Ba mẹ con mình sẽ sống ở đây nhé. Có người đã nhìn thấy thân cây kỳ nam trôi về phương nam. Ta sẽ theo dòng nước tới đó tìm nàng. Ta đã sai khi ăn chơi lạc lối. Ta sẽ tìm nàng và cầu xin sự tha thứ. Nhìn kìa, ba mẹ con cô gái đã bay về trời. Vậy là cô ấy chính là tiên trên trời sao? Bấy lâu nay chúng ta vẫn không hiểu cô ấy từ đâu tới. Vậy chúng ta nên lập đền thờ cô gái ấy ở đây. Cô ấy là người nhà trời, nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta có cuộc sống sung túc. Chỉ vì thói ăn chơi, hoàng tử đã mất vợ và còn phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Người dân thấy cô gái chính là tiên trên trời giáng xuống hạ giới nên lập đền thờ. Mỗi khi cúng bái thì họ thấy công việc thuận lợi nên trân quý, gọi là bà Chúa Ngọc. Hiện đền thờ bà Chúa Ngọc có ở tỉnh Khánh Hòa, nước ta. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.